Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Đã lâu rồi không làm lại video cho các bạn, thì video ngày hôm nay sẽ mang cho bạn một cái món đồ chơi. Và chắc chắn cái món đồ chơi này rất là nhiều anh em rất cần. Vũ rất may mắn khi đây là một chiếc đầu tiên ở Đông Nam Á. Hiện tại thì sản phẩm chỉ có một chiếc duy nhất thôi, thì các bạn có thể reorder sau khi xem video này. Và sản phẩm này thì nó không phải chỉ là những âm thanh gia đình, mà sản phẩm này là những sản phẩm dành cho những anh em trong giới DJ, những anh em đi làm show, những anh em làm rental thì có thêm một cái thiết bị, hoặc là những anh em làm nghề thì có một thiết bị để chúng ta có thể làm show. Trước mặt các bạn đây là một dòng mixer. Đây là một dòng mixer. Mixer này là mixer mix của DJ các bạn. Chúng ta không để tránh hiểu nhầm thì chúng ta không phải là mixer karaoke mà Vũ hay review. Thì lâu lâu mình review những món lạ lạ như vậy cho các bạn cùng xem cũng như khách thể cùng coi. Thì cái chiếc mixer này tuy các bạn thấy nó rất là nhỏ đúng không các bạn, nhưng nó đầy đủ mọi tính năng, mọi thứ mà những người làm nghề, những anh em DJ cần để đi làm show. Và những cái lợi của nó thì video này Vũ sẽ nói hết cho các bạn, cho tất cả các bạn cùng xem và để khai thác một sản phẩm nhỏ như thế này và nó làm được điều gì nha. Và trước mặt các bạn đây chính là dòng mixer Prelove. Đây là một thương hiệu đến từ Đức và được một số các DJ, các bạn có thể truy cập vào Prelove.com. Các bạn sẽ thấy những DJ trên thế giới họ đang sử dụng một số sản phẩm của từ thương hiệu Prelove. Và với cái series này gọi là series là Prelove Mix Tour. Mix Tour là các bạn là nó tour, tức là chúng ta là sản phẩm này tập trung cho những anh em đi làm tour, làm show, đi chạy sự kiện, chạy rất là nhiều show trong một ngày. Và những cái lợi của trong con mixer này thì bạn có thể quay cameraman, có thể quay là gần. Thì con này nó tích hợp một cái phần mềm riêng, đó là phần mềm Digiro. Đó, phần mềm Digiro thì các bạn có thể kết nối tải về từ iPad, iPhone hoặc là MacBook. Đó, đầy đủ, và Win cũng được luôn các bạn ha. Thì đây là những cái mà họ hỗ trợ. Và một cái hay nữa của Prelove mà mình rất là thích, đó là cái Prelove kết nối với những cái suột nhạc đến từ các hãng nhạc số, ví dụ như Tidal, SoundCloud, BeatSuit, BeatSuit và Beatport nha các bạn ha. Thì đây là những thương hiệu, những cái brand chuyên về nhạc số, những nền tảng nhạc số, thì nó các bạn có thể lót nhạc từ đây. Ví dụ thay vì chúng ta chép vào USB thì chúng ta có thể làm ra những cái checklist nhạc online, và chúng ta có thể đi chơi bằng những cái tài khoản chúng ta có thể đăng nhập vào trong đây, và nó có đầy đủ hết những cái sở nhạc. Thì ví dụ đây mình sẽ cho các bạn xem. Và đó là cái nhất. Cái thứ hai là kích thước nó rất là nhỏ gọn nha các bạn. Đấy, bạn thấy nó rất là nhỏ không? Và một cái hay nữa của con Mito này mà mình nghĩ rất khó hãng nào làm được, đó chính là khả năng cấp nguồn. Cái nhìn nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái mặt tiện lợi đó các bạn. Đây các bạn, đây nó chỉ nằm trong tay của Vũ như thế này đó, rất là nhỏ các bạn. Đó. Đó, và nó sẽ cho mình hai line, nhưng mà chúng ta chơi được 4 đít rồi các bạn ha. 4 line. Ở đây chúng ta có những cái nút ở trên đây để chúng ta, thì chút nữa Vũ sẽ hướng dẫn các bạn. Thì video Vũ sẽ vừa bao gồm review và nói những cái mặt hay của nó, và hướng dẫn các bạn những cách dùng để các bạn có thể hình dung được tại sao con này nó nhỏ mà Vũ lại nói, Thiên Vũ lại nói là nó xài rất là nhiều thứ. Và đây là cái phần hộp của nó các bạn này. Đấy. Chúng ta chỉ cần tải cái app DJ Pro về các bạn ha. Đấy. Thì cái app này hoàn toàn miễn phí, và nếu mà có tính phí một bản mà full option đó, nó chỉ đâu đó khoảng 1 triệu một năm thôi. Thì nó rất là rẻ. Và những cái công cụ, những cái FX, những cái FX hầu như là free hoàn toàn luôn. Đối với những sản phẩm mà như trên những thương hiệu, ví dụ như là Pioneer, thì các bạn sử dụng những cái Serato thì các bạn phải bắt buộc phải bỏ tiền ra chúng ta mua những cái FX đó. Thì ở đây thì hãng này nó làm sẵn để chúng ta kết nối, để làm sẵn hết luôn. Rồi, và cái này là nó nguồn, nó sẽ cấp từ laptop. Đây Vũ sẽ làm thử cho các bạn đây. Ở đây mình không có cắm điện các bạn ha. Thì những anh em đi làm DJ đi làm xa hoặc đi lên rừng núi á, mà chúng ta chơi mà chúng ta kết hợp với những cái loa mà như là bật tiếp bóc thế này nè. Đấy. Đó, ví dụ mà kết nối làm show hoặc là những tiệc nhỏ nhỏ, chúng ta có những cái con mà bật tiếp bóc như thế này đây. Đấy, như vậy là cái con này nó đã đủ cấp nguồn cho chúng ta chơi rồi. Rồi các bạn thấy không, thì ở đây hầu như là chúng ta sẽ không có gì nguồn chúng ta cắm, chúng ta sử dụng bằng dây Type-C. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái củ sạc điện thoại hay adapter. Và đối với những cái sản phẩm mà không có adapter, các bạn có thể cắm trực tiếp, thì cái phần laptop hoặc điện thoại nó sẽ cấp nguồn cho cái con mixer này. Thì đương nhiên khi mà chúng ta sử dụng on-in như thế này thì cái phần cái sự suy hao của phần pin nó sẽ tốn và nó sẽ mau hết pin hơn. Nhưng mà nó cũng tính năng rất là hay, các bạn có thể chơi được cả tiếng đến 2 tiếng thì nó cũng rất là vô tư các bạn ha. Thì đây là một điểm nó rất là đặc biệt cho những anh em đi làm show hay này nọ đi đó, hoặc là chơi tại nhà, hoặc là những anh em mà mới
học nghề thì chúng ta mới bắt đầu để chúng ta chơi, chúng ta cần thiết bị để tập chơi thì đây cũng là một sản phẩm và giá nó đâu đó khoảng tầm chỉ 15 triệu hơn thôi các bạn. Đó, 15 triệu hơn thôi. Rất là nhỏ gọn. Đó, và thật ở đây thì hãng nó có một cái key, nó có một cái túi để chúng ta bỏ đi để chúng ta làm show. Nhưng mà thật ra cái hãng này thì nó lại không có bán túi các bạn, túi thì nó bán kèm. Nó không bán kèm các bạn, nó chỉ mua thêm thôi. Thì cái này thì các bạn linh hoạt ha. Đây, sản phẩm đây mình được cầm trong tay. Thôi bây giờ mình chủ yếu là mình phần cái mà mình cần review đó chính là cái tính năng của nó, cũng như là cái cách dùng nó để cho các bạn có thể hiểu sâu hơn con này. Và tại sao Vũ nói nó khá là đầy đủ về cái mặt FS thì cái phần mềm nó khá là đầy đủ, nó các bạn thấy ở trên giao diện của nó không? Đây là cái app của nó. DJ Pro ha các bạn ha, khi mà bạn tải lên thì Thiên Vũ vẫn chỉ đang xài bản free thôi. Đấy ha, bản free thôi. Rồi mình sẽ cắm nguồn vào cho các bạn coi nè. Đấy. Rồi khi mình kết nối vào nha. Rồi ở đây các bạn ha, mình không có cắm nguồn ha. Rồi. Vô. Đấy, action. Đấy, các bạn thấy nó lót đèn lên không? Rồi các bạn chờ một xíu, nó đang lót đèn. Nó đang khởi động. Đó, khi nào mà tất cả hệ thống đèn nó mất đâu đó khoảng tầm 5 giây để nó map với lại cái con này, để Vũ để cao lên cho các bạn coi. Đấy. Đấy, nó rất là nhỏ, rất là nhẹ luôn. Đấy. Đấy, và hai cái fader đó, ba cái fader. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử các bạn ha. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều phím, nào một cái cần gain, một cần master tổng, một cái nút control, một nút loát nhạc và những cái phím tắt, những phím mute tắt. Thì những phím này thì các bạn thấy nó rất ít nút đúng không? Thì Vũ có nãy thì Vũ có nói là nó rất là nhiều effect, thì Vũ sẽ chỉ các bạn cái thao tác. Thì đa phần á nó là những cái thao tác ẩn. Ở bên trong thì chúng ta cần phải biết cách dùng á, thì chúng ta sẽ khai thác hết được cái con mixer này. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó khá là đầy đủ đồ chơi các bạn ha. Thì Vũ đây thì sẽ không có review quá sâu cho các bạn, nhưng mà cũng tương đối để các bạn hiểu cái sản phẩm này có rất là nhiều tính năng hay. Còn các bạn chơi thì các bạn có thể đến đây các bạn trải nghiệm nha. Và đặc biệt nữa là cái phần chất âm của cái con, tuy nó nhỏ nhưng mà cái phần sau cạc, cái phần sau âm thanh nó ra đánh cho hệ thống lớn á, đánh rất là hay. Thì bây giờ Vũ sẽ mở trên cái con claw này với công suất 1800W. Thì những cái show tiệc nhỏ nhỏ những con này và những cái con công suất này thì các bạn đánh DJ thì với khách mà đánh nhạc mà house hay là techno đồ này nọ, những cái quán bar nhỏ nhỏ thì một cái cây này hoặc là hai cây cùng với con mixer cơ bản như vậy, các bạn đã chơi được một buổi show cả trăm người hơn rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Rồi, mình sẽ lay thử cho các bạn. Nè các bạn, đây mình lay đây, nó rất là nhạy các bạn. Đây mình lay cho các bạn coi. Khoan để các bạn xíu, để mình cắm âm thanh lên cho các bạn. Rồi cho anh bật nguồn lên giùm anh cái sang ơi. Rồi, ok. Đấy. Rồi, ok chưa? Nó rất là nhạy các bạn. Đây thao tác các bạn thấy nè, khi mà mình bấm ở trên đây nè thì nó sẽ, các bạn thấy trên màn hình á, nó cũng sẽ hiện thôi, nó đang bị đổ bóng ánh sáng thì các bạn sẽ hơi khó nhìn được xíu. Rồi, ok. Lên nguồn chưa? Lên nguồn đúng không? Từ các bạn để xíu Vũ xíu. Rồi, Vũ cho men tổng lên. Đấy, đây men tổng các bạn, đây là master tổng các bạn. Đây là cái cần gain tổng và đây là cần gain channel. Và ba cần này các bạn có thể là ba cần mid, hai mid và flow. Đó, và đây là những cần filter. Đây có hai cần filter nó dành cho từng line như thế này luôn. Và đây là cái volume effect. Đó, cái gain của effect và đây là những cái tab của effect. Đó, và đây cái con này nó có một tính năng này rất là hay vì nó nhỏ nhưng mà nó tạo cho người chơi, ví dụ như Vũ muốn chơi một effect nào đó. Đấy. Đây Vũ tăng lên. À, các bạn thấy nó nhảy không? Thì cái này nó sẽ tự động nhả về. Thì cái này nó hay cái là nó sẽ tự động nhả về, tức là những lúc mà chúng ta mix bằng những cái effect mà nhanh á, mà không cần phải giữ lâu hoặc bị mất hồn với chúng ta chỉ cần chạm vào thôi, thì effect nó đã bắt đầu nó chạy rồi. Và chúng ta sử dụng cái cần effect này, cái gain lượng effect này và những cái tab này để chúng ta chơi, để chúng ta mix và chúng ta thả nó ra là nó sẽ mất. Đó là những cái thao tác để chúng ta nhanh. Còn đối với những trường hợp mà chúng ta muốn khóa luôn thì chúng ta sẽ đẩy lên phía trước. Thì nó tức là sao các bạn? Tức là lên hoặc xuống đều giống nhau, nhưng chỉ có khác một cái là lên thì cái cần effect nó sẽ được khóa để chúng ta có thể rảnh được cái tay. Đó, để chúng ta có thể rảnh được cái tay, chúng ta có thể làm được những việc khác và chúng ta chỉ cần lẫy nhẹ ra là sẽ vào trở về. Còn riêng với cái cần mà khi mà chúng ta lật về phía dưới á thì các bạn thấy không, thì chúng ta thả ra thôi. Đó. Đó, còn này là dành khóa để rảnh tay. Đấy, ok chưa các bạn? Còn cái bên này thì nó sẽ có hai cái, và đặc biệt con này thì nó chỉ là cái ngõ để chúng ta làm cái tai nghe monitor là ngõ 3.5 thôi. Đó, và nó đây có hai cái cần Q đây và volume Q. Đây. Main Q và main. Đấy, để chúng ta check bài
đó, để chúng ta check bài trước. Và các nút để chúng ta chọn đây, đấy, hai cái nút chọn nghe channel để chúng ta mix với nhau để chuẩn bị nhạc. Đấy, nó rất là thao tác, rất là đơn giản nha các bạn, và rất là nhạy, các nút bấm rất là chất lượng, độ hoàn thiện con này cũng rất là cao bạn. Đặc biệt mình thích nhất là cái con này, cái fader. Cái fader nó rất là mịn nha các bạn, rất là mượt, và cái đường đi âm thanh rất là chính xác nha, mịn lắm các bạn, rất là mịn. Đấy, rất là mịn luôn. Đấy, đó, cực kỳ mịn, cái fader rất là xịn. Đó, rồi ở trên đây có nút in out fx auto lop, rồi nó có nút sync rồi các bạn. Cái nút sync này để chúng ta mapping được hai cái tempo bài nó giống nhau. Thì cái nút sync này mũi sẽ bấm lên nè các bạn. Bạn thấy nó nhảy không? Này. Đấy, các bạn thấy góc này không? Đó. Thấy nó sync không? Để chúng ta canh tempo để cho nó sync bài thứ nhất ra bài thứ hai, thứ ba để nó sync với nhau. Đấy. Đấy. Và nó rất là nhảy bên đây. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, nút Q, nút play stop, đó. Rồi, ok. Đó là một số nút ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tự test thử cái filter này các bạn ha. Mình thử cái test các bạn cho cái filter này. Đây. Rất là chuẩn nha các bạn, filter cái filter rất là chuẩn các bạn. Là chuẩn các bạn, nó vẫn còn chừa nha các bạn. Thì để mà chúng ta muốn cắt hẳn luôn á, các bạn có trong phần ở bên trong, các bạn setup trong phần PC nó thể cắt hẳn hoàn toàn luôn, và nó bóc tách được cho chúng ta ba dải vocal harmonic và drum đàng hoàng. Các bạn, nó sẽ bóc tách giống như là nó sẽ cắt rất là gọn, và nó chỉ giống như chúng ta đưa vô một phần mềm để chúng ta bóc tách ra cái vocal riêng ra. Thì đối với những trường hợp mà bạn muốn mix giữa cái vocal bài thứ nhất và mix với qua cái beat của bài thứ hai thì nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ gọn gàng hơn, nó sẽ không bị tạp âm của cái bài, những cái tiết tấu, những cái nhạc cụ, những cái kit, những cái room của ở bên bài thứ nhất nó trộn qua, thì nó rất là hay với chỗ này nha các bạn ha. Rồi mình đây, mình trở lại nè. Fader rất là mượt. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại các bạn ở bên trong này. Rồi mời cameraman lại đây. Và mình sẽ thử cho các bạn xem đây. Ở đây các bạn thấy ở trên cái phần laptop của Vũ không? Đây thì nó sẽ rất là nhiều để chúng ta những cái bài nè, những cái nơi lưu trữ nè. Đó. Rồi ở đây là cái phần mềm nó đang cho sẵn. Ở đây Vũ không có nhạc, chỉ chủ yếu làm video cho bạn hiểu cái sản phẩm này thôi. Đấy. Rồi ở đây chúng ta có thể lấy nhạc từ iTunes nè, lấy từ Apple Music nè. Những bạn mà mua nhạc từ cái Apple Music thì chúng ta chỉ cần đăng nhập cái tài khoản và chúng ta lót nhạc vào thôi nha các bạn ha. Nó rất là xịn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi đây là những cái bài mà trên máy. Đó, cái này là những bài trên máy. Vũ có bài Mỹ Tâm Chính, tại vì Vũ không có nhớ nhạc trên máy các bạn. Không có rồi. Nó nằm trong cái hư mục rồi, mình chưa có lôi nó ra rồi. Đấy. Những cô nàng vật chất đây, mình mở các bạn thử cái bài này đi nha. Đấy. Này. Bây giờ mình ở đây nè, mình có thể click vào để cho mình kéo thả đưa lên đây đúng không? Thì ở đây mình có thể không dỡ cái này, thao tác này quá đơn giản. Ở đây mình sẽ lót ở đây. Đấy, bạn thấy không? Nó sẽ nhảy nè. Cameraman quay xa ra để vừa thấy thao tác vừa thấy được màn hình. Nó rất là nhảy nha các bạn. Nó không có độ trễ nha. Đó, thấy chưa? Rồi, mình muốn lót vào cái disc 1 thì sao? Mình bấm qua lót ở đây các bạn thấy không? Disc 1 đây nè, nó có hai cái chỗ lót. Đấy, lót vào disc 1, chạy liền luôn. Nhưng mà do cái track này mình bị lỗi rồi các bạn ơi. Nên mình sẽ bỏ cái track này nha các bạn. Rồi cái này bị do này không phải là nhạc của mình. Đó, mình nằm trong máy mình đó bạn. Đó, rồi bây giờ mình không có cái gì hết thì sao bạn, khi mà tải app về thì nó sẽ có nhạc của trên máy, thì chúng ta lấy đỡ những cái bài ở trên đây đi các bạn. Đây, Vũ xoay đây nè. Đấy, giờ chúng ta một là lôi vào, hai là chúng ta bắt ngược về, thì chúng ta cứ nhấn nhả thôi. Bắt đây, mình xoay đây, mình sẽ chọn danh mục. Đấy. Chúng ta chơi nhạc nào, hip hop hay là đó. Đa techno đấy, trend đấy, trap đồ này nọ. Thật ra cái nhạc này là nhạc của phần mềm cho các bạn chơi trước để chúng ta khi mà tải về để chúng ta vọc cho các bạn. Đấy thì Vũ muốn lót vô nè. Lót vô. Rồi lót vô. Chạy qua desk 1 đúng chưa các bạn? Rồi, qua desk 1 rồi mình sẽ đẩy like lên nè. Rồi bấm đứng nè. Play nè. Đấy. Rất là nhạy nha các bạn.
hầu như là không có độ trễ so với là cái phần dây phần tín hiệu đi lên máy tính các bạn. Đấy. Rồi. Và phần mềm này cũng cực kỳ đầy đủ những cái tính năng các bạn chơi nha. Thật ra cái phần mềm nó rất là nhiều tính năng luôn. Các bạn phải chịu khó và mua về và chúng ta sử dụng cái phần mềm này phải không? Đặc biệt bộ thích nhất là effect, rất là nhiều effect cho các bạn mix để chúng ta chơi. Rồi. Rồi mình giảm volume xuống để mình kéo xuống, rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn thêm một cái nút nữa. Nhìn như vậy thôi, thật ra tại sao mình nói nó nhiều đây, ở đây những cái tab trong này các bạn, đây các bạn nhìn nè, đây mình chuyển qua tab này, tab này là gì các bạn, đây là những cái nè, hot cue nè, rồi lốp nè, rồi beat nè, rồi fx nè, rồi new rat fx nè, rồi cell lốp nè, nói chung là rồi sampler nè, rồi auto lốp nè. Thiệt ra các bạn muốn chọn thì sao, khi nào chúng ta chơi á, chúng ta chỉ cần chọn này là nói lại bên trong. Thật ra nhìn vậy là chúng ta đã chơi được nè. Đây, Vũ đang đây lấy một kêu nè, nó đang nằm ở, nó đang sử dụng cái này, sử dụng kêu đó, các bạn nhìn đây nè. Rồi Vũ muốn tạo thêm một cái kêu thứ hai, là một cái điểm nhấn, một cái vị trí ở trên bài hát để mình mix, thì mình kéo vị trí đó để đến đúng nơi đúng chỗ, mình bấm play đi, đấy đúng chưa, đấy mình để đúng nơi đúng chỗ đúng chưa. Rồi mình sẽ làm thêm một cái kêu, nó sẽ nhảy ra đây, đấy nhảy xuống dưới nè, 1, 2 rồi 3, 4, 5, 6 trên xuống nha các bạn, đi hướng nè. Rồi tiếp tục nè, đó mình lưu thêm một cái kêu nữa, đó rồi mình lưu thêm một cái kêu nữa đó. Và hệ thống này nó dính với phần mềm của các bạn luôn, thì những cái bài hát mà bạn đã từng chơi ở trên cái con mixer này với là cái hệ này nó sẽ được lưu trữ hết. Rồi ví dụ mà mình muốn, ở đây là cái kêu đúng không, là mình đang sử dụng những cái này là dạng kêu rồi, vậy bây giờ mình không sử dụng trên cái những cái nút nhanh như thế này nữa, những cái phím nhanh như thế này nữa bằng kêu, chúng ta sẽ nhấn giữ đấy. Để khi mà chúng ta nhấn giữ á, thì các bạn sẽ thấy được nó đang thể hiện những cái dòng chữ đây. Các bạn hiểu không? Thì khi mà chúng ta nhấn giữ thì cái dòng chữ đây chúng là những cái vị trí đó. Thì vậy chúng ta, tức là sao? Tức là khi mà chúng ta thả nó ra, nó sáng đèn thế này, thì những cái nút đó là chúng ta đã gài vào những cái vị trí mà chúng ta thích. Và còn chúng ta muốn đưa những cái danh mục của những cái nút này đưa ra ngoài chơi ở một cái góc độ khác, chúng ta sẽ nhấn mút giữ, vì sẽ cho auto lock, chuyển qua auto lock thì mình thả ra. Thì cái nút này nó mất hết cái kêu rồi. Tại vì sao? Vì cái danh mục bên trong mình sẽ đưa cái những cái nút này ra là auto lock đó, chứ không phải là mình chơi kêu nữa. Còn mình muốn quay lại chơi kêu thì nó vẫn lưu, chúng ta nhấn giữ chuyển qua lại nút kêu, nó sẽ nhớ. Rồi các bạn thấy chưa? Đó, nó rất là nhiều để chúng bạn, để chúng ta, các bạn có thể chơi. Rồi bên đây cũng vậy, nút bên này cũng vậy, y chang như vậy nha bạn. Tức là hai channel nó sẽ được hoàn toàn chạy độc lập với nhau, chúng ta có thể nhớ từng bên. Đây auto lock, đấy nút kêu đó. Đấy, 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 tha hồ các bạn có thể chơi nha. Đấy, đấy, rồi, ok, ví dụ. Rồi, mình thử ví dụ đi, mình chuyển qua bên này đi, mình chuyển qua bên này đi, không biết mình có gài trên máy chưa nữa. Rồi, mình sẽ play nhạc đi đã. Đây, thì cái này thì mình đang chơi trên cái sampler, đây, đây là cái bộ đây. Đây một bộ sampler đó các bạn thấy chưa? Đó, nó nằm giải này nè, thì mình Vũ sẽ nhấn nha. Bạn thấy không? Thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Đó. Đó, bạn thấy không? Đó. Chúng ta phải rất, chúng ta phải mix bất kỳ những cái thứ gì mà chúng ta có thể đưa vào trong đây, chúng ta có thể tự tạo ra những cái sampler riêng của mình. Và ở đây các bạn có thể chọn đây, và bạn có thể đứng ở đây, nó cái phần mềm này nó có rất là nhiều menu ở bên trong đây. Đấy. Đó, chúng ta có thể chọn rất là nhiều dạng để chơi. Vậy ví dụ cũng là một vị trí đó và mình chỉ cần chọn thôi, vì chúng ta mua thêm nha các bạn ha. Do mình chưa có cài thì ở đây nè. Đây, các bạn có thể đổi được những cái vị trí mà cho thành thói quen tai. Đấy ở đây. Ở đây mình lại về sát đúng không? Bây giờ mình đã ở đây là cái feel đúng không? Cái key 5 là chưa chọn đúng không? Mình tìm cái gì đó mình chọn. Ví dụ mà ở đây mình chọn nó sẽ là cái gì ta, cái room snare đi. Đó. Rồi cái key 1 nó là sẽ là room snare 2 đi. Đó đúng chưa? Rồi mình sẽ gõ lại vị trí đó là xong rồi các bạn. Chúng ta chỉ chọn thôi. Thì chúng ta chơi ngoài thì chúng ta sẽ tạo ra những cái bộ này cá nhân hóa cái cách chơi của chúng ta. Đây. Các bạn thấy chưa? Đó thì nó đã được gắn vô hết rồi. Còn chúng ta thể tùy chọn chúng ta chơi thì nó rất là nhiều để dạng chúng ta. Chúng ta cần mua cái phiên bản bản quyền, hiện tại nó đang khuyến mãi đâu đó chỉ có khoảng 399 ngàn.
Đúng rồi, hình như là 399.000 một năm. Là các bạn chơi tích tình tịch, những cái coin trong đây là những cái bộ tool ở trong đây nó đều có sẵn cho các bạn để các bạn chơi hết rồi. Rồi, ở đây mình chuyển hao ha. Đây các bạn, khi mà mình chuyển qua hao nó sẽ chuyển qua cái khác rồi bạn. Đây. Đấy, thể loại đã nó làm sẵn hết rồi, chúng ta chỉ cần edit thôi, thay đổi thì nó sẽ thay đổi cái này. Rồi mình sẽ tự tiến lại. Rồi các bạn hiểu chưa? Rồi bây giờ mình muốn chọn qua cái cách khác chơi, mình sẽ nhấn giữ tiếp. Mình chuyển qua cái lớp để coi nó nằm ở nào. Đây. Đây, lớp đây các bạn thấy cái màn hình nó nhảy không? Đó, 3. Rồi, thì cái lớp này thì sao các bạn? Cái lớp này tức là nó cái bull lớp này sao, tức là nó đã táp sẵn cho các bạn những cái định dạng lớp, ví dụ như là 16 8, 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4. Đó, đây, ở đây các bạn. Thì để chúng ta biết được cái 8 cái nút này nó đại diện cho chỗ nào thì chúng ta sẽ coi chỗ này. Đấy, 16, à có 32 nữa nha, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1/2 và 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Rồi, 8 nút các bạn ha. Rồi, bây giờ mình thì con này mình, nếu mà mình hay mình chơi mình hay dùng con số 2 lắm, 1.2 lắm. Đây, mình sẽ chơi 1.2 các bạn như thế nào, tức là nó sẽ trùng lặp, nó giống như cái delay vậy. Đây các bạn. Đây, 1/2 nằm đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó rất là đa dạng, các bạn tự chơi, các bạn ghét nè. Đây, mình bấm nó sẽ thấy thao tác trên đây các bạn. Thì chúng ta làm sẵn hết. Đấy, thấy chưa, nó nhảy hết. Rồi các bạn có thể hình dung được cái con này chưa? Thì các bạn thấy là tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là dễ chơi và nó rất là nhiều tính năng. Nhiệm vụ chúng ta là sẽ tự tạo ra những cái bảng mid mình ở trên cái phần mềm này, và chúng ta note những cái bài chúng ta chơi, note những cái vị trí, những cái cue và những cái effect mà chúng ta thích chơi, thì chúng ta có thể chuẩn bị trước hoặc là chúng ta chuẩn bị những cái playlist trước để chúng ta chơi. Còn đối với những bạn mà mới đi làm thì hoặc là mới ra nghề mà sở hữu con mixer này, thì kết hợp với một cái phần mềm DJ Pro này, các bạn có thể đủ những thứ mà chúng ta vạch để chúng ta chơi được nhiều effect, để chúng ta có thể mix được nhiều bài, cũng như là cái tập cho chúng ta một cái ngón tay nó thao tác nó mượt hơn. Ngoài việc là chỉ qua bài thì chúng ta có thể mix được rất là nhiều thứ đó. Còn nếu đặc biệt có một cái hay nữa là có những bạn mà chơi bằng iPad đó, thì các bạn có thể swap đĩa được rất là ok luôn các bạn, rất là mượt nha. Để video lần sau mình sẽ quay cho các bạn thử cái mình swap đĩa đó nha. Ok, rồi như vậy là mình cũng đã review gần xong cho các bạn một cái sản phẩm mixer. Tuy rất là nhỏ gọn nhưng mà mình rất ưng ý con này. Thì đây là series Mittour của Preloved, thương hiệu đến từ Đức. Nó nhỏ, gọn nhưng đầy đủ đồ chơi, vẫn nhiều thao tác, vẫn nhiều effect và giá thành rất là hợp lý. Cuối video này mình sẽ cho các bạn nghe được cái chất, cái sound nhạc từ cái con mixer này ra đi ra với hệ thống âm thanh lớn thì sẽ như nào. Tại vì cái đó vẫn là yếu tố quan trọng, là cái chất của cái tiếng nó đi ra với hệ thống lớn. Ok, mời các bạn cùng xem, cùng nghe nhé. Đấy, đây là nghe chơi tiếng lớn các bạn.
Ok, như vậy là video cũng đã khá là dài rồi. Để các bạn muốn trải nghiệm được cái sound của những cái con mixer này thì các bạn có thể đến Thiên Vũ, các bạn test với tất cả những hệ thống âm thanh bao gồm loa kiểm âm và luôn cả những hệ thống lớn như thế này. Thì đối với những số bạn trẻ thì Vũ sẽ gợi ý cho các bạn một cách chơi. Ví dụ những bạn mà muốn chơi, mới bắt đầu chơi, hoặc có những cái căn phòng mà chúng ta muốn mixing riêng ở tại cái phòng của chúng ta để chúng ta tập chơi, hoặc là chúng ta bắt đang để vọc vạch, hay là chúng ta sáng tác, hay là sáng tạo gì đó, thì chúng ta thể kết nối với thêm những cái dòng loa kiểm âm như thế này thôi. Thì ở trên đây thì Vũ có một cái dòng là Screen Vega, là loa này cũng tương đối là mềm và rất là nhỏ và đánh cái bay rất là sâu. Thì cái bộ này hay để chơi, sẽ để cặp này với lại cặp này để trên một cái bàn vi tính thì chúng ta có thể chơi được rồi. Hoặc chúng ta có thể chơi với lại những cái thương hiệu như là Zenalec hay là Pioneer hay rất là nhiều thứ đó đó, hoặc là KRK, rồi nói chung là rất là nhiều, rồi để chúng ta có thể kết hợp với cùng với con mixer này mà rất là đơn giản, chỉ cần một cái tab nhỏ thế này thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Lần sau có đồ chơi hay mình sẽ review các bạn cùng xem. Bye bye.